Ngoài công việc bếp trưởng điều hành nhà hàng và làm giảng viên, đầu bếp Ngô Chi Và hiện đang làm cố vấn cho 7 nhà hàng tiệc cưới, khu du lịch tại Đồng Nai và các tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nội. Ông tham gia giảng dạy về nấu ăn tại Singapore, Trung Quốc. Với những món ăn của ông luôn thổi hồn hương vị Việt và Trung Hoa, tạo ra sự gần gũi cho thực khách là người dân bản xứ khi thưởng thức các món ăn. Với tài năng và tâm huyết, ông đã truyền cảm hứng cho nhiều đầu bếp trẻ và giúp thúc đẩy sự phát triển của ngành nghề này. Bản thân anh Ngô Chi Và thì cũng cho em rất là nhiều những cái động lực, sự chia sẻ, đặc biệt là cái sự tinh thần trong công việc ấy, là một người anh rất là tuyệt vời, giống như một người anh trong gia đình, chia sẻ rất là nhiều. Ngoài kỹ năng công việc ra thì nó là kỹ năng nền tảng về kiến thức. Trong hành trình với cương vị bếp trưởng, cố vấn và lên công thức độc quyền cho hàng chục nhà hàng, trung tâm hội nghị trong nước lẫn quốc tế, ông luôn là cái tên để các nhà hàng tiệc cưới tin tưởng giao phó. Thì cái công tác mà chuẩn bị thì rất chi là chu đáo, trước tiệc, trong tiệc và là sau tiệc, để chuẩn bị tất cả các món ăn. Ví dụ như là trong buổi tiệc thì rất là nhiều món mà thời điểm thì người ta chỉ dùng vào một buổi tiệc đấy. Sau nhiều thập niên gắn bó với nghề, điều khiến ông hãnh diện nhất là đã làm ra được những món ngon được nhiều thực khách yêu thích và nhiều bạn trẻ đã tìm đến để học nghề, trao đổi thêm kinh nghiệm để góp phần làm cho ẩm thực Việt Nam ngày càng đa dạng, phong phú. Và như cái đuôi heo thường á, là hồi nãy thầy có hướng dẫn á, là mình rửa sạch, mình sơ chế xong hết thì mình luộc. Thì trước giờ ở nhà em vẫn chặt ra em mới luộc, nhưng mà bây giờ thầy kêu là để nguyên luộc xong mình mới chặt ra thì nó sẽ đẹp hơn. Có được sự phong phú về các món ăn, sau những giờ vào bếp, ông luôn dành thời gian cho việc tìm hiểu, nghiên cứu các món mới, các nguồn nguyên liệu độc đáo, đặc biệt là những sản vật trên đất Đồng Nai. Vì theo ông, phát triển món ăn không chỉ tiêu chuẩn là chế biến, mà còn cần nghiên cứu để đưa hàm lượng văn hóa, tạo chiều sâu cho món ăn đó. Để làm đẹp thêm nghệ thuật ẩm thực, ông đang cùng với nhiều đầu bếp trong tỉnh luôn miệt mài sáng tạo để tạo ra giá trị văn hóa của ẩm thực, làm nên các tác phẩm chinh phục thực khách, ghi dấu cho món ăn Việt. Không chỉ được người dân trong tỉnh ghi nhận, mà những món ăn đó đã kéo hàng triệu du khách cả nước đến với Đồng Nai. Và ông xem đây như là một cách để khẳng định vị trí của bản thân trong nghề. Và nhân vật mà chúng tôi vừa đề cập trong phóng sự vừa rồi cũng chính là nhân vật khách mời của chương trình ngày hôm nay. Xin được giới thiệu ông Ngô Chi Và, Phó Chủ tịch Hội đầu bếp tỉnh Đồng Nai. Dạ, xin được chào ông ạ. Chào quý vị. Chào quý khán giả xem đài truyền hình Đồng Nai. Dạ vâng. Trước hết xin được cảm ơn ông đã tham gia cùng với chương trình ngày hôm nay. Thưa ông, ngay từ khi sinh ra thì chúng ta không thể nào biết được là mình sẽ yêu thích công việc gì, nghề nghiệp gì, đúng không ạ? Thế thì không biết là niềm đam mê ẩm thực đối với ông đã nảy sinh từ khi nào? Vâng, thật ra thì từ nhỏ mình đã thích nấu ăn. Thời điểm mà gia đình rất là khó khăn, lúc đó mình đang khoảng 10 tuổi thì đã vào bếp là nấu cho gia đình ăn. Yeah. Theo sự mà mình nấu thì mình mới mình nấu món này món kia, mình cảm nhận được cái hương vị của món ăn từ những được gia đình khen, rồi mình sẽ cố gắng là sau này ra ngoài mình làm việc, mình đã cố gắng học hỏi và rèn luyện, và từ từ mình đã thành công. Thế thì cái hành trình mà mình lớn lên, mình theo chuyên sâu con đường ẩm thực này thế nào, mình có thể chia sẻ với quý vị khán giả được biết không ạ? Vâng, cái hành trình mà mình đến với ẩm thực rất là gian nan, khó khăn. Người mà để mà đến với cái môn nghệ thuật ẩm thực này thì chúng ta cần phải có thời gian, nhiệt huyết và phải cố gắng rất nhiều, và có cả chữ tâm và cái nhẫn trong đó. Tại vì mình chế biến món ăn, nếu mà mình không có đặt cái tâm mình vào, mình không chọn những cái thực phẩm tươi ngon hoặc là những cái thực phẩm mà có cái nguồn gốc, thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến người tiêu dùng. Bởi thế là mình luôn luôn cố gắng mỗi ngày, luôn luôn coi như là phục vụ khách hàng một cách mà ưng ý nhất,
vừa lòng nhất. Nhưng mà có lẽ là Bếp Thủy sẽ khai thác sâu về cái chặng đường mà ông Ngô Chi Và đến với con đường ẩm thực chuyên nghiệp. Vâng. Đây có phải là một cái công việc mà ông đã đam mê từ nhỏ? Vâng. Dạ. Thế thì trong quá trình mà mình tiến đến thành công, mình có gặp phải những cái khó khăn gì đó hoặc là những cái rẽ hướng nào đó trong cuộc đời mà ông đã trải qua không ạ? Rất là khó khăn. Thật sự ra nếu mà mình yêu cái nghề này, mình phải luôn luôn là đồng hành với nó. Tất cả những cái khó khăn, có vui, có buồn. Chẳng hạn như những lúc mình khởi nghiệp, mình chỉ làm những công việc như là rửa chảo, rửa thớt, rửa rau và những cái rau cỏ. Và thời điểm đó rất là khó khăn. Khó khăn ở chỗ là chúng ta không sử dụng bếp ga. Ga mà chúng ta sử dụng bằng củi. Yeah. Biết Thủy biết chứ. Yeah. Củi là mình đun. Mà trong những cái lúc cái trời mưa thì rất là khó khăn. Mình phải là vừa đun vừa hong lên để mà làm những cái công việc đó. Sắp tới thì sau này thì cũng có những cái phần mà bếp ga và bếp dầu thì chúng ta sẽ thuận tiện về nấu ăn hơn. Hành trình thì nói đúng ra là cả một cái vấn đề để mà mình có ngày hôm nay, mình phải đánh đổi nhiều cái lắm. Ví dụ như là tuổi trẻ, công việc và cả những cái mà sở thích cá nhân của mình nữa. Mình có thể chia sẻ cụ thể hơn tại sao lại ảnh hưởng đến cái sở thích cá nhân của mình không ạ? Tức là mình bỏ ra quá nhiều thời gian cho cái niềm đam mê của mình hay sao ạ? Vâng, đó cũng là những cái câu hỏi mà đầu bếp chúng tôi là thường hay trăn trở. Yeah. Và hay là nói chuyện phiếm với nhau. Vì nếu mà trẻ trên con đường nghệ thuật, mình xác định vào cái công việc này, cái vấn đề ẩm thực phục vụ cho nhiều người, mình phải luôn giữ cái lập trường là cố gắng làm sao làm vừa lòng khách hàng. Là những cái mà hương vị ngọt ngào đến với đầu bếp chúng tôi là làm vui lòng và vừa ý khách hàng và được khen ngợi. Hành trình mà đến với cái công việc này thì nói như các bạn trẻ hiện nay, như tôi nói riêng các bạn trẻ rất là khó. Về tình cảm, về tình yêu, đánh đổi nhiều thứ lắm. Ví dụ như là những ngày lễ tình nhân, đúng không? Thì các bạn đó là phải phục vụ coi như là với một cái công việc là tốc độ nó rất là cao trào và nhiều. Thì những cái tình yêu, ví dụ như là quen cô bạn gái nào đó thì sẽ không có thời gian để mà chăm sóc. Yeah. Và đồng thời thì cũng như là nghề bếp của chúng tôi rất là khó khăn và rất là thiệt thòi. Ở chỗ những cái ngày lễ đó là những cái ngày vui, người ta đi ăn uống rất là nhiều, thì chúng tôi phải bỏ công việc trong gia đình. Ừ. Những bữa cơm mà buổi trưa, buổi chiều hoặc buổi tối hầu như hoàn toàn vắng mặt. Nhưng mà chúng tôi rất là hạnh phúc. Vì khách càng đông thì coi như là chúng tôi đã được khách, coi như là phục vụ khách. Với thể hiện cảm xúc những cái chia sẻ của ông Ngô Chi Và, thưa ông, để đến ngày hôm nay là một Phó Chủ tịch Hội đầu bếp Đồng Nai thì có thể là mình đã phải trải qua cực kỳ nhiều gian nan, nhiều thử thách, và thậm chí là cũng sẽ có lúc mà ông nghĩ là mình có bỏ cuộc không ạ? Có bao giờ mình nghĩ tới gì đó không? Thật sự ra trong công việc này nó đòi hỏi cái tinh thần rất là phải mạnh. Mình có thể là mình làm những bất kể những cái chuyện gì đó, mình phải lên kế hoạch, mình phải ý thức được công việc mình làm, mình phải ý thức được là mình đang theo đuổi cái công việc của mình, cái nghề của mình. Do đó thì có những cái nỗi buồn và nỗi vui là bình thường. Chẳng hạn như là có nhiều lúc rồi được khách hàng, nhiều lúc cũng có thể là chúng ta là ăn uống thì khẩu vị thì rất là nhiều người khác, đúng không? Mỗi người mỗi khác, trăm người mười ý. Nhưng mà mình cũng cố gắng làm sao đạt được là những cái mà hài lòng của khách hàng. Còn những cái vấn đề mà chê hoặc là góp ý thì lúc đó cũng buồn lắm. Thật là buồn, có thể là chúng ta bỏ ăn luôn đó. Có những bạn mà ví dụ như là mà tinh thần không vững hay là có những cái xao động, có thể là bỏ cuộc. Yeah. Nhưng theo thời gian, theo những cái mà kinh nghiệm của mình, cái sự phục vụ và những cái cố gắng và những cái tìm tòi sáng tạo của mình, theo thời gian mình cứ nghĩ rằng nghề bếp vẫn là coi như là nghề mình chọn. Ví dụ như cho đến ai mà có hỏi mình
Nếu mà có cơ hội mình có lập lại nghề bếp không? Xin thưa là mình vẫn yêu bếp, mãi mãi vẫn là nghề bếp, mãi mãi vẫn là phục vụ ẩm thực cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Dạ vâng ạ. Thưa ông Ngô Chi, và ẩm thực được chúng ta ví von gọi là một môn nghệ thuật đúng không ạ? Bởi vì nó càng ngày nó càng phát triển, nó càng bay bổng. Và một món ăn nhìn vào nó vừa có hồn, nó vừa có sắc đúng không ạ? Vâng. Và nó phải có vị ngon, đậm đà, nó đòi hỏi rất là nhiều yếu tố. Thế thì trước đây người ta chỉ chú trọng đến việc là món ăn đó nó có ngon hay không, ăn vào nó có đậm vị hay không. Nhưng càng ngày người ta yêu cầu cao hơn, người ta đòi hỏi rất là nhiều, cầu kỳ hơn. Thế thì là một người đã có rất nhiều năm kinh nghiệm trong công việc nghệ thuật nấu ăn, thì ông có chia sẻ gì không ạ? Ngày xưa thì chúng ta, nếu mà nói cách đầu bếp thì làm việc đó tương đối là nhẹ nhàng hơn. Cái áp lực thì cũng có, nhưng mà không cần phải đẹp. Tức là mình hoàn thiện cái phần mà món ăn ngon là được. Còn hôm nay thì không phải. Tất cả những món ăn mình ra, nó đều phải có sắc màu, phải đẹp, phải tạo được ấn tượng cho cái người nhìn. Bởi thế, phục vụ một khách hàng, chúng ta phải có đủ yếu tố. Cũng như một người nghệ sĩ như vậy, phải một tác phẩm đẹp, gồm có vị ngon, vị thơm, sắc màu và phải hoàn hảo. Rất là nhiều yếu tố đúng không ạ? Vâng. Thế thì có thể nói là để đạt được cái chặng đường hơn 30 năm trong nghề như ngày hôm nay thì ông đã có được những cái kinh nghiệm rất là quý báu cho mình. Mình có thể chia sẻ một vài cái kinh nghiệm mà mình đã trải qua, mình rút kinh nghiệm để chia sẻ cho những quý vị khán giả, đặc biệt là những đầu bếp trẻ đang mới vào nghề không ạ? Vâng. Thật ra nếu mà mình thành công trong việc ẩm thực, đơn giản như là cá nhân tôi, thì phải trải qua những cái phần mà học hỏi. Học hỏi các tuyệt đối ngày xưa, học hỏi những người lớn tuổi, học hỏi kinh nghiệm của tất cả các anh chị mà đã đi qua rồi. Và đồng thời chúng ta phải cố gắng làm sao, ví dụ như là vừa học hỏi vừa trải nghiệm trong cuộc sống. Ví dụ như là trải nghiệm làm sao, trải nghiệm tất cả những cái quán là có món nào ngon, mình đến mình ăn thử. Và những từ đó mình rút ra cái kinh nghiệm, à cái món này bắt buộc phải làm như vậy. Và có thể là nếu mà mình có một cái tố chất sáng kiến thì mình sẽ tạo ra một cái món ăn mới cho mình. Thật sự trên con đường mà vào nghề nó rất là khó khăn. Khó khăn ở những cái yếu tố rất là nhiều, về không gian, thời gian và cả những cái vấn đề tình cảm. Nếu mà chúng ta vượt qua những cái phần đó thì yêu nghề thì mãi mãi, nếu mà mình cố gắng lao động, làm hết mình thì cái thành quả lao động sẽ đến với mình. Đó là hiển nhiên. Còn các bạn trẻ hiện nay thì có cái xu hướng là yêu nghề bếp và coi đó là một cái nghề của mình. Thì tôi cũng nói rằng các bạn nên cố gắng rèn luyện, thứ nhất là về sức khỏe, thứ hai là nhiệt huyết, thứ ba nữa là cái tâm. Luôn luôn là vậy. Tại vì phải hội tụ như vậy thì mình mới chế được cái món ăn hơn. Thưa ông Ngô Chi, và là một người có thể nói là kỳ cựu trong nghề bếp rồi, thì không thể nào bàn cãi về cái khả năng của mình, của ông nữa. Tuy nhiên một thực tế mà chúng ta không thể phủ nhận rằng đó là càng ngày thì các bạn trẻ họ có một cái sự tìm tòi, cái sự đầu tư học hỏi rất là lớn, và ngày càng các bạn cập nhật những cái xu hướng, những cái trend món ăn nó rất là hiện đại và được các bạn trẻ, được mọi người trên thế giới đón nhận. Thế thì là một người gọi là kỳ cựu, mình có sợ rằng là mình không theo kịp các bạn trẻ xu hướng như bây giờ không ạ? Không, tôi không nghĩ vậy. Tất cả các bạn trẻ mà theo cái hướng gọi là ẩm thực, ví dụ như thức ăn hè phố, nhưng thức ăn nhanh, cái thức ăn mà không phải đợi chờ, vào những cái bạn trẻ đó, thì tôi nghĩ rằng hiện nay các bạn đã có những cái xu hướng, những cái đường đi rất là tốt. Đồng thời họ phát huy hết cái khả năng của mình với cái thị hiếu, với lại cái tuổi đời, với lại cái hội nhập như vậy. Tại sao? Tại vì họ sẽ làm được những gì chúng tôi chưa làm được. Chúng tôi cổ vũ và coi như là rất vui khi đã đạt được như vậy.
Dạ, vâng ạ, rất một cái suy nghĩ rất là tích cực đúng không ạ? Vâng. À, mình sẽ ủng hộ những cái mà các bạn trẻ đang làm đúng vâng. không ạ? Dạ. Ông có từng chia sẻ là nghề đầu bếp muốn thành công trong nghề thì cần biết hy sinh, vì sao vậy ạ? Đúng rồi. Chuyện đó là đúng đó bạn. Mình hy sinh tại vì về... người đầu bếp á, nếu mà mình làm ra thì tất cả những cái công việc mình dành cho bếp rất là nhiều. Từ ví dụ như nhé, là mình nói là một người đầu bếp thì mình phải luôn luôn coi như là làm việc ở trong bếp, thời gian làm việc rất là dài, thì cái sự quan tâm của gia đình mình cho vợ con, cho gia đình nó hạn chế đi. Và cả những cái ngày lễ nhé, ví dụ như là như các con của mình, bà xã của mình rất là thiệt thòi, bố mẹ dẫn đi chơi, còn riêng về hai đứa nhóc mình không được như vậy. Yeah. Và cả những cái lúc mà họp phụ huynh mình đều vắng mặt hết. Nhiều lúc mình cũng hiểu là trong công việc của mình phải hy sinh cái niềm vui, hy sinh một cái mà ở trong gia đình để mà mình cống hiến cho công việc. Yeah. Đó là những cái sự hy sinh, những có thể nói là những cái nỗi buồn của mình trong công việc đúng không? Thế thì đổi lại, ông nhận được những gì, có những niềm vui, niềm hạnh phúc gì từ chính công việc của mình à? Vâng, đồng thời đó cũng tỷ lệ thuận vậy. Chẳng hạn như nỗi vui, nỗi buồn thường đi chung với nhau. Yeah. Cái buồn là buồn cái cá nhân của mình. Ví dụ như mình phục vụ khách hàng tốt, được sự hài lòng và những cái lời khen, và những món ăn của mình là người ta đến quán, người ta nói à cái món đó của cái đầu bếp nó nấu, thì mình rất là hạnh phúc. Không hẳn như vậy, những cái phần món ăn này mình luôn luôn kéo dài và luôn luôn sáng tạo để cho khách vui. Niềm vui của khách là công việc của mình. Dạ. Yeah. Còn với gia đình thì sao ạ? Tỷ nghĩ thì khi mà trở về nhà sẽ là một người cha nấu ăn rất là ngon và dành tặng cho người vợ, người con của mình những món ăn rất là đặc biệt đúng không ạ? Thật ra nói câu này thì cũng hơi... Thật ra là công việc của chúng tôi nó rất là nhiều. Về một cái là mệt rồi. Yeah. Thường thường không ngay vào những cái bữa cơm đâu. Thường thường về là 10 giờ, 11 giờ, 12 giờ đêm. Thì cái phần đó là ăn cơm hết rồi. Thường thường là thiệt thòi cho gia đình. Mình càng phục vụ khách hàng nhiều thì cái hạn chế mình phục vụ gia đình mình ít hơn. Dạ, yeah, coi như là hạn chế thời gian cho gia đình của mình đúng không vâng. ạ? Dạ. À, nhưng mà chắc là chị nhà cũng rất là hỗ trợ mình tuyệt đối đúng không? Thật ra những người phụ nữ đã quyết định yêu và thương mấy anh đầu bếp thì họ phải đồng hành cùng là chấp nhận những cái mà mình đang nói là người ta có mà mình đang thiệt thòi. Yeah. Và cả những cái cảm xúc cũng vậy nữa, lúc vui lúc buồn để mình chia sẻ. Người đầu bếp ấy, nếu mà rất là vui khi được người gia đình mình, bà xã mình hiểu được công việc của mình, luôn đồng hành và thông cảm cho mình. Dạ. Thưa ông Ngô Chi Và, được biết là khi còn trẻ mình có rất là nhiều những cơ hội để có thể thăng tiến phát triển ở thành phố Hồ Chí Minh, thế tại sao ông lại chọn Biên Hòa là nơi mình dừng chân để lập thân lập nghiệp ạ? Thật ra thì Biên Hòa, Đồng Nai là nơi mình sinh ra và mình cũng muốn về phục vụ cho quê hương mình, nơi mình sinh ra. Đồng thời mình cũng có cái thời gian để chăm sóc mẹ già nữa. Có những cái thì mình có thể là mình đánh đổi, nhưng mà mình cũng cảm thấy là hạnh phúc và hài lòng. Từ lúc về Biên Hòa thì hầu như là mình bắt tay lại từ đầu, từ công việc về nhân sự hay là tất cả những gì cũng vậy. Nhưng mà do lòng quyết tâm, mình nghĩ rằng nếu mà mình yêu nghề, ở đâu cũng là nơi mình để mình tiến thân hay là mình hòa nhập được hết. Dạ. Từ những cái đó là mình sẽ cố gắng từng ngày mình làm học hỏi và mình có những cái giao lưu với lại bạn bè và những anh bếp để hình thành một cái tổ bếp. Thì chúng ta hỗ trợ nhau trong công việc, hỗ trợ nhau trong những cái lúc mà khó khăn, san sẻ nhau trong những cái mà sự kiện. Và cuối cùng, điều chúng tôi muốn đạt được là đưa cái ẩm thực của Biên Hòa, Đồng Nai vươn xa hơn, có thể là đến các tỉnh khác, nước Việt Nam. Còn nếu mà có may mắn hay là có người biết đến, thì nó lan tỏa cả thế giới. Yeah.
Khi nhắc đến đầu bếp Ngô Chi Và thì mọi người sẽ nhận biết một cái đặc trưng rất là nổi bật, đó chính là một người tạo ra những cái món nước sốt rất là thần thánh, đúng không? Rất là ngon. Dạ. Thế thì không biết là từ đâu mà ông lại có niềm đam mê với những nước sốt thế này ạ? Vâng, nước sốt là linh hồn của món ăn. Tất cả những cái món ăn mình chế biến hầu như đều qua quá trình là phải có những cái phần nước sốt vào. Nước sốt, ví dụ như là nước sốt gỏi, sốt nướng, sốt lẩu và tất cả những sốt mà mình làm nên như là hầm hay là gì đó đều cần nước sốt đấy. Đúng là nước sốt không thể thiếu trong cái phần ẩm thực. Nước sốt nó có thể là nó tăng thêm cái vẻ mà đậm đà hương vị và màu sắc. Nước sốt có thể là chúng ta sẽ chế biến được nhiều món ăn. Bởi thế là tôi nghĩ rằng nước sốt là niềm đam mê của tôi. Tất cả những nước sốt chúng ta có thể là sử dụng những cái hoa quả, trái cây, hoặc là những cái thực phẩm, hoặc là sữa, hoặc là những cái gì mà bí đỏ, ha, cà rốt, tất cả những hạt sen, hay là sữa, hay là phô mai đều làm được nước sốt hết. Tùy theo đặc tính của từng món ăn, chúng ta có thể là sáng chế ra cái nước sốt đó hợp với cái hương vị của món đó để tạo nên cái món sốt chúng ta ngon hơn. Dạ, thế thì để có thể chế tạo ra được một món nước sốt trong một món ăn nào đó thì thường thường ông sẽ mất khoảng tầm bao nhiêu lâu cho món nước sốt này? Cũng tùy. Thật sự ra nước sốt là cái phần cảm hứng. Ví dụ như chúng ta nhìn vào những cái mà thực phẩm trái cây, chẳng hạn như trái chôm chôm hay trái sầu riêng đi, chúng ta nghĩ à, cái trái này nó sẽ làm nên cái nước sốt của cái gia vị cho cái món ăn đó. Và cùng với cái thời gian, thật sự ra là làm nước sốt cũng vậy, nó cũng có những cái cảm xúc. Cảm xúc là chúng ta nhìn vào những cái đó, chúng ta muốn đưa được cái phần nước sốt này vào món ăn. Cũng như chúng ta sẽ cố gắng là chế tạo ra một cái món ăn là nước sốt, chẳng hạn như là nước sốt sầu riêng ha, hoặc là nước sốt kiwi và cả những sốt chanh dây. Tất cả những cái nước sốt đó thì chúng ta phải làm bằng coi như trái cây. Rồi theo thời gian thì chúng ta mới cảm nhận rằng cái nước sốt là luôn luôn là tất cả các nhà hàng, tất cả các quán đều chúng ta sử dụng nước sốt. Thì cái nước sốt này cũng là cái đam mê. Theo thời gian và năm tháng, theo sự học hỏi và kinh nghiệm, theo những cái mà chúng ta đã đạt được thì luôn luôn chúng ta phải làm mới nước sốt để cho phù hợp với món ăn hiện tại. Dạ thưa ông Ngô Chi Và, ông đánh giá thế nào về ẩm thực Đồng Nai của chúng ta hiện nay ạ? Nói về Đồng Nai thì khí hậu và thổ nhưỡng rất tốt. Từ những cái phần mà ví dụ như khí hậu, địa lý thì đã đưa ra được có những cái sản phẩm như là trái cây, tép và nhiều cái thủy thổ sản. Thì ở đó thì chúng ta, người Đồng Nai, chúng ta nên tận dụng những cái mà mình làm được theo mùa thì mình chế biến những cái phần món ăn. Riêng về cái phần mà đầu bếp của Đồng Nai, theo tôi nhận định, các bạn trẻ rất là năng động, sáng tạo và tài năng. Thường các bạn đã đưa ra được những món ăn lạ và coi như là được khách, những người chuyên gia về ẩm thực đánh giá rất cao. Điển hình là qua những cuộc thi của Đồng Nai, Hương Sắc Đồng Nai, các bạn ấy rất là trẻ nhưng mà đưa được những cái món hồn Việt, những cái món mà tận dụng của người Đồng Nai lên được những cái sản phẩm rất là tiêu biểu, ý nghĩa và ấn tượng. Riêng về Đồng Nai thì nói về ẩm thực thì tôi nghĩ rằng đang ở trên một cái đà mà phát triển rất là tốt. Tôi cũng mong rằng Hiệp hội Du lịch với lại là bếp, Hiệp hội Bếp Đồng Nai, hai hiệp hội này kết hợp với nhau thì nó sẽ là đưa được những cái đoàn khách, Hiệp hội Du lịch sẽ giới thiệu quảng bá món ăn và đồng thời là những cái hương vị của người Đồng Nai, món ăn đến với lại thực khách để ngày một tiến xa hơn. Và coi như luôn luôn đáp ứng được cái người đến Đồng Nai, Biên Hòa thì người ta nói à, cái món ăn là cái món ăn đặc thù của người Đồng Nai ở Biên Hòa, không thể nào ở chỗ nào có được. Dạ vâng ạ.
Thưa ông, ngoài công việc là bếp trưởng, điều hành nhà hàng và làm giảng viên, thì ông Ngô Chi Vai hiện đang là cố vấn cho trên 5 nhà hàng tiệc cưới đúng không ạ? Rồi khu du lịch tại Đồng Nai, rồi các tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nội. Mình có thể chia sẻ với chương trình về những cái công việc rất là ý nghĩa này không ạ? Vâng, thật sự ra là ngày xưa mình chỉ biết đến là trong công việc là Đồng Nai, Biên Hòa. Yeah. Thì cái những món ăn này thì chúng ta cũng nghĩ đó, người Đồng Nai, người thành phố Hồ Chí Minh khẩu vị và ẩm thực đều khác nhau. Ví dụ như thành phố Hồ Chí Minh thì ăn độ ngọt hơn, và người Đồng Nai có thể là do nhiều cái khách thập phương đến và người ta hình thành sống ở Đồng Nai, bởi thế là cái khẩu vị của Đồng Nai cũng khác hơn so với thành phố Hồ Chí Minh. Ý tôi muốn nói đây là dù cho người Đồng Nai hay là người thành phố Hồ Chí Minh hoặc là người miền Trung, tất cả các miền với nhau, thì chúng ta những cái ẩm thực nó một cái hồn văn hóa của dân tộc, chúng ta gìn giữ làm sao để phát huy ngày một tốt hơn. Về vấn đề là có những cái mà trong công việc tôi cũng có cơ hội, cơ may được các tỉnh mời để set up các nhà hàng và tư vấn các món ăn, thì cũng là cái niềm hạnh phúc của chúng tôi. Niềm hạnh phúc là thì không phải làm một mình làm được, nó phải có một cái tập thể, có phải có những cái mà người mà kế cận mình là cùng nhau xây dựng lên những cái món ăn để set up cho những cái nhà hàng. Thì cái người Hà Nội đó em, người miền Bắc người ta không biết ăn trao, trong khi đó ở miền Nam thì những cái món nướng thì chấm trao đúng không? Thì lúc đó mình cũng không biết làm sao, thì mình mới đưa ra là một cái món trao nhưng mà hoàn toàn mới, nó là một cái sốt chấm, nhưng mà mình sẽ coi như lấy trao khoai môn đấy, là lúc đó là mè rang, xả rang xay vào sa tế lên và có một chút là bột béo trong đó là sữa bột đó, là tạo nên một cái nước chấm riêng. Thì đúng ra là nó cũng là trao nhưng mà cách tân lên. Và thực khách ở Hà Nội coi như là đồng ý và đón nhận phần đó. Và có những cái mà ví dụ như ở Hải Dương cũng vậy, về chúng ta cũng coi là cái thổ nhưỡng của vùng này gồm có những thực phẩm gì thì chúng ta sẽ set up làm sao mà hợp với lại là cái vùng miền đó. Và ở Quảng Ninh cũng vậy, nói chung quy thì trong cái phần này đưa được những cái món ăn miền Bắc, miền Nam, miền Trung hòa hợp với nhau, tạo nên một cái hương vị của người Việt Nam nói chung, là tôi rất là vui để mà truyền đạt đến đây. Dạ, và có lẽ là niềm vui lớn nhất đó chính là cái việc mà chúng ta đem hương vị của quê hương mình đến với những vùng đất khác và được họ đón nhận một cách rất là nhiệt tình đúng không ạ? Vâng. Dạ. Thưa ông, không biết là kế hoạch sắp tới của mình sẽ là gì? Thật sự ra thì ai cũng có kế hoạch hết. Về cái thời gian hiện nay tôi đang nung nấu một cái công việc, tức là cố gắng làm sao để đưa được những cái phần thức ăn không hẳn cho thực khách nữa mà cho cả trẻ em, người già và những cái mà cơm gia đình. Dạ, xin được cảm ơn chia sẻ của ông Ngô Chi Vai, Phó Chủ tịch Hiệp hội Đầu bếp tỉnh Đồng Nai. Và những chia sẻ vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Thay mặt những người thực hiện chương trình, Bếp Tiệc xin được chúc cho ông sẽ có thật nhiều sức khỏe và luôn thành công trong con đường sự nghiệp của mình. Và thưa quý vị thân mến, đến đây thời lượng của chương trình Hành Trình Chạm Đến Thành Công của chúng tôi cũng đã hết. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.